Ok, nhà đất Công Văn Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang đứng thuộc mặt tiền được 36 mét, cách biển khoảng độ 1 km thôi anh chị nha. Đó, hôm nay em có sản phẩm là một miếng đất hơn 130 mét vuông. Nó mặt tiền nó được 15 mét anh chị nha. Sâu vô một cạnh bên này là 13, một cạnh bên này là 5 mét, 6 mét nha anh chị. Đó, nó xéo là để em quay sơ cái sổ cho anh chị xem. Hàng ở nhà này. Đó. Đó. Này là có thổ cư là có full thổ cư anh chị nha. Hiện tại là một cái nhà có 4 là 1 trệt 1 lầu. Còn 2 cái ký ốt để cho thuê. Nha anh chị. Đó. Đó, vị trí của mình là hướng này là anh chị biết là đây là và hướng này là đi về thành phố Bà Rịa khoảng độ 8 km nè. Còn hướng này là anh chị đi ra biển khoảng độ chưa đến 1 km là tới biển rồi anh chị nha. Tới đoạn ở giữa 298 rồi tới đi khoảng độ 2 cây rưỡi số là tới resort Lan Rừng rồi Thì Dương các thứ rồi đi hướng này nhanh chạy. Đó, rất chi là gần luôn. Mặt tiền 36 mét là mặt tiền và đường chính đi về đường để đi về. Mặt tiền là đường chính để đi về đất đỏ rồi đi về Phước Hải rồi đi về Hồ Tràm một cấp và đi hướng này anh chị nha. Khoảng độ 20 km là tới Hồ Tràm rồi. Mà 15 km là tới Hồ Tràm rồi anh chị nha. Đó. Rồi. Ở vị trí này là tập hợp kinh doanh buôn bán đầu tư sinh lời luôn nha anh chị. Đó, mở quán cà phê, nghỉ dưỡng, khách sạn là các thứ nha. Đó. Rồi anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Đó. Đó, giá chủ nhà rao bán là 8 tỷ anh chị nha, 8 tỷ nha. Đó. Rồi ai thích thì liên hệ cho em anh chị nha. Nói chung là nhà cửa là cũng ngon lành hết rồi nha anh chị. Đó. Nhà hiện tại đang ở nha. Đó, đang ở. Này em quay sơ thôi chứ. Này liên hệ cho em nha. Có 3 căn này. Rồi. Ai thích thì liên hệ cho em anh chị nha. Đây là cái sổ anh chị nha. Đất là thuộc thị trấn Long Điền nha anh chị. 136,4 mét vuông. Sổ riêng đất ở đô thị là 60 anh chị nha. Cái đổi vị trí nè. Cạnh bên này là 12 mét nè anh chị, 12 mét rưỡi nè. Còn cạnh bên này là 4 mét anh chị nha. Còn mặt tiền mình được 15m30. Còn cạnh phía sau là được 17 mét nha anh chị. Cạnh phía sau là 17 mét nha. Đó, mặt tiền đường nè, đường tỉnh lộ 4A nè, giai đoạn 2 nè, đường này đường 36 mét anh chị nha. Cái vị trí mình ngay đây anh chị nha. Đây tới đây là tới đường Nguyễn Chí Thanh rồi, Nguyễn Chí Thanh là sạc cái là ra thẳng biển luôn. Hiện tại em đang ngồi ngoài biển nè. Khu du lịch nè, bãi biển Long Hải nè anh chị nha. Ngay đây luôn. Còn hướng này là anh chị đi thẳng là ra đèo Nước Ngọt rồi ra Lăng Rừng Thì Dương resort rồi các thứ anh chị nha. Villa các thứ này không. Đó, qua đây là ra Lăng Rừng này nè. Đó, về Phước Hải. Ở đây là Phước Hải nè anh chị. Rồi. Nói chung là ai thích cái lô này liên hệ cho em nha. Rất chi là gần biển luôn, nằm trong khu dân cư đông đúc anh chị nha. Còn hướng này là đường Nguyễn Tất Thành, rồi đường này thì đường 36 mét đó nha anh chị. Anh chị đi về đường này là về thành phố Bà Rịa, cách thành phố Bà Rịa khoảng độ 8 km là tới thành phố Bà Rịa anh chị nha. Thành phố Bà Rịa này. Đó, cách thành phố Vũng Tàu khoảng độ 15 km anh chị nha. Rồi ai thích thì liên hệ cho em nha. Đó, mặt tiền kinh doanh buôn bán luôn, đầu tư sinh lời luôn anh chị nha.